rừng thâu che lá vàng rơi nghe sao xuyên tâm hồn. Lặng lẽ cô đơn muôn trùng quan giả kỷ niệm theo về trong gió lạnh điên đen. Anh gọi tên em cũng gọi tên anh, hai tâm quan tâm chồng là ok, anh chỉ cầu bao nhiêu thôi chứ anh không cần nghèo giàu xấu đẹp gì hết. Anh cưng vợ lắm, miễn vợ mà không làm cũng được, cái không có lằng nhằng hờ em mà phải em mất đi làm với anh là không có. Anh tính anh là ok. Trước hết cho anh gửi lời trước hai em, phía sau cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước lời chào thân thương nhất và dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Mình thì ở Vĩnh Long, họ và tên Trung Vân Vân, sinh 1965. Mình cũng có vợ mà ly thân hồi năm 2020 tới nay. Mình với vợ ở với nhau là được bao nhiêu năm anh Vân hả? Dạ anh Vân. Tính ra chắc hồi lập gia đình hồi 19 tuổi, 19 mà cũng mấy chục năm à. Mấy chục năm, rồi hai vợ chồng ở với nhau thì có mặt con nào không anh Vân? Được hai đứa em, thằng trai sinh 85, nhỏ gái thì sinh 91. Giờ hai người con là đều có gia đình hết rồi hay sao anh? Có hết rồi em. Thì lúc mà hai vợ chồng mà chia tay với nhau thì con ở với ai? Con thì nó có chồng đi rồi, thằng trai thì có vợ, nó về bên vợ nó ở. Thì bây giờ thì nhà cửa mình sao? Thì bây giờ anh có nhà mà anh không có nhà, anh cũng đi làm thuê. Đi làm thuê không em? Rồi nhà giờ bỏ không hả? Dạ bỏ không. Nhà mình dưới rộng anh, có mốt mình đón vợ về đủ chỗ ở không? Không mà chắc đủ hai chồng ở, bề ngang 4m9 dài 12m. 49 dài 12m cũng nhỏ cũng, nhưng mà cũng được chứ. Nếu mà hai vợ chồng ở thì cũng thoải mái mà. Thoải mái. Rồi có đất vườn đồ xung quanh gì không? Không em, có đất, có nền nhà không à? Có nền nhà không ha. Rồi anh làm công việc gì anh? Anh thì làm thuê, cũng đi nuôi heo cho gia công cho anh em ở ngoài á, ai mướn mình nuôi. Nó công việc làm sao anh, cụ thể làm sao? Cụ thể là ví dụ sáng là mình tắm heo rồi đổ thức ăn cho heo ăn. Anh cũng làm bên sinh sản địa phương luôn, là cũng như là phối heo và làm tất cả dân dân làm được hết. Anh nuôi heo là anh làm được hết. Mà anh phối thường không? Phối thường, ngày nào cũng phối. Ngày nào cũng phối luôn hả? Ừ, phối heo thôi hả? Phối heo. Còn nó đẻ là phải canh nó đẻ nữa. Phối heo là anh là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời à. Còn phối người được không? phối người cũng được mà tùy theo chỗ em ơi. Chỗ nào người ta cho không phối. Đúng rồi, chứ phải là chỗ nào muốn phối thì phối đâu. Nhưng mà vấn đề là mình người đàng hoàng đúng không anh? Dạ. Muốn mà phối phải xin phép chứ không phải là phối heo mà muốn cái bắt trớn vô cái lụi hả? Còn thí dụ phụ nữ đồ nền bà thì cái đâu phải đàng hoàng, ta cho mới phối, không cho không dám phối à. Thôi nói vui chút xíu thôi các bạn. Nhưng mà ý là cái công việc mà mình phối heo là cái đó cũng phải đòi hỏi kỹ thuật đó anh hả? Đúng rồi, thì dạng như anh là kỹ thuật mà. Công việc anh làm thì nó thu nhập nó là sao á anh Vân? Thu nhập tính ra mình làm bên kỹ thuật đẻ thì lương nó hơi cao, còn làm bên thịt á thì lương nó 8-9 triệu một tháng, cơm nước ta bao ăn bò hết trơn. Thì chỉ tới tháng là lấy lương thôi. Rồi thì trong cuộc sống mình thì cái công việc chính của mình là chăm sóc heo, và cũng như là các cái công việc như là mình hỗ trợ về điều trị bệnh rồi tạo điều kiện sinh sản rồi các thứ anh ha. Thì ngoài ra thì trong cuộc sống của mình có những cái tính cách của mình như thế nào anh Vân?
tính cách của anh á, thì cũng bình đẳng thôi, mà ưa giận lẫy nha, mà nói không phải là giận lẫy chỉ giận lẫy thôi, chứ còn sống á, thì anh biết sống lắm, là anh cũng nói luôn, thuốc không hút, rượu thì cũng uống mà ít uống lắm, thì khi đi làm 3-4 tháng anh không có nhắc rượu, mà uống rượu, mà xin lỗi nói uống rượu thì uống đâu đàng hoàng đó, chứ không phải uống mà say xỉn mà chầm mèm, uống là vừa là nghỉ chứ không có rượu mà làng mèm không có. Như vậy ra mình có sở thích gì không anh? Anh thì sở thích là ca hát phải lắm à. Giờ là đợn ca tài tử à. Thôi làm câu luôn đi, không nói nhiều. Làm câu hả? Nóng, làm cho nóng luôn. Đứng hả, ngồi giật ca luôn hả? Thôi ngồi đi. Rồi, bây giờ để tiếp ứng yêu cầu của em, vân ca một câu vọng cổ rừng thần mà vừa ca vừa đờn luôn nha. Dạ. Có vụ vừa ca vừa đờn luôn á. Ok. Tiếng ơi anh gọi tên em như gió về rừng thu xôn xao cành lá. Là đứng chơ vơ mà mang một mùa xuân, mà mùa xuân ấy đã xa rồi. Rừng thâu chen lá vàng rơi, nghe sao xuyên tâm hồn. Lặng lẽ cô đơn muôn trùng quang dạ, kỷ niệm theo về trong gió lạnh đêm đen. Anh gọi tên em cũng gọi tên anh, hai tâm hồn tìm nhau chìm sâu trong nhung nhớ. Từng giọt buồn ngày tháng rơi, mình ngào xa rồi không mong gì gặp gỡ. Thôi xin hết. Ừ, tuyệt vời. Em phải nhớ là cái giọng đờn á anh. Ừ. Ừ, anh đơn cũng luyện dữ lắm mới đờn được. Ca hát thì ở miền Tây thì nhiều người ta cũng ca được, nhưng cái vụ đờn à, đờn miệng khó lắm. Đờn miệng cực kỳ khó luôn. Mà anh cũng tập. Thôi thì anh Văn vừa rồi ca thì em thấy chắc có lẽ là cũng rụng tim một số chị em rồi đó. Thì rồi. Anh cũng chúc vậy đó. Rồi, thì anh Văn, thì khi mình đến với chương trình này thì mình mong muốn tìm một cái người phụ nữ như thế nào anh Văn? Thì anh cũng tỏ bài vậy, anh cũng không có mong gì, không cần mà giàu hoặc là nghèo, là biết thương yêu chồng, đó là biết là làm ăn, là có là cũng như đạo đức, đó thương chồng là quan tâm chồng là ok, anh chỉ cầu bao nhiêu thôi chứ anh không cần nghèo giàu xấu đẹp gì hết. Cái người phụ nữ của mình thì ví dụ như là ở đâu là thích hợp với mình anh? Thì không, anh nói không cần ở đâu, ví dụ mà hợp tình hợp nghĩa là được, chứ anh không cần ở đâu cũng được. Dạ. Thì ví dụ như sau này mà mình tìm hiểu với nhau rồi mình thấy hợp với nhau đi, rồi mình sẽ có cái dự định tương lai như thế nào? Thì miễn vậy thì hai đứa là hợp nhau, là cũng như là ví dụ anh làm rồi, ví dụ là bà xã làm, ví dụ nữa, ví dụ mà có thu nhập ít thế nhiều gì nữa, mình già mình cũng có tiền lo qua lo lại đó, anh yêu kỳ như vậy thôi. Còn miễn không mần, không mần cũng được, anh đi mần đi theo anh nấu cơm cho anh cũng được. Yeah, nhưng mà có điều như vậy thì thu nhập mình nó hơi bị hạn hẹp tí đúng không? Đúng rồi, gián đoạn mà kệ đi, bây giờ anh cũng không cần dư nhiều, thí dụ giờ tháng dư 3-4 triệu là đủ rồi. Vậy mình mần có mần hoài là cũng được, làm được thì làm không được thì cũng được, anh nuôi cũng được. Ví dụ như mà vợ có việc làm
thì ok, à, không có việc làm thì mình ai hơn là mình nuôi cũng chả gì. Đúng, anh nói thiệt bây giờ anh nói là hai bên dây áp nè. Ví dụ giờ anh cưng vợ lắm, miễn vợ mà không làm cũng được, cái không có lằng nhằng em mà phải em mất đi làm với anh là không có, anh đánh anh là ok. Nói là vợ thì miễn hợp là được, nhưng ví dụ như cái tuổi nó trẻ quá thì sao? Không, bởi vì anh á, thì anh ước ao về từ là cái giá là 45 cho đến 50 thôi. Anh chỉ cần vậy chứ không không lớn quá mà không nhỏ quá. Ví dụ như là U39 thì sao? Đâu không, cũng không. Thí dụ anh nói với em về mình thì cũng như năm nay 58 rồi. Mà U39 đồ á, thì nó nhỏ quá, sợ về rồi sau này nó không có, nó cũng phải gian dở. Anh nói thì anh cũng anh cũng lo xa vấn đề đó. Không, đúng đúng, gian dở đúng không? Chứ để gian dở đó, nhiều khi mình già quá nữa mình già trước rồi nó dạ. Rồi già trước thì già trước tuổi cũng được đâu, từ cái giá 45 đến 50 là anh 58 là anh nhận xét là anh kiếm vậy. Chứ còn rồi, toàn bộ những cái lời mà anh trao đổi nãy giờ là hoàn toàn là sự thật. Sự thật, có gì là anh chịu với pháp luật. Dạ, và tụi em sẽ ghi hình và đăng lên các cái nền tảng mạng xã hội, đăng và không gỡ nha. Anh đúng, có ý kiến như thế nào? Rồi, anh chịu. Rồi, anh chịu ha. Thưa bà con cô bác cộng đồng mạng, thì vừa rồi anh Quang cũng đã chia sẻ rất là chân tình. Đặc biệt là anh có cái sở trường là ca. Ca là một chuyện nhưng mà vừa hát vừa đờn cũng rất là làm cho nhiều chị, nhiều em cũng rụng tim như cái khúc ca này nha bà con ha. Đó, thì nhân chương trình này thì những người làm chương trình cũng rất mong bà con cô bác, đặc biệt là các chị, các em có xem chương trình và cảm thấy yêu quý anh Quang, thì có hãy liên hệ số điện thoại của tụi em trên màn hình để tụi em có cái hướng kết nối cho anh Quang và cho các em, các chị được tiến tới một cái mái ấm, một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc. Anh Vân ha. Rồi. Rồi nếu như mà các bà con cô bác, những ai mà có nhu cầu tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy mạnh dạn liên hệ số điện thoại của tụi em trên màn hình. Tụi em là hứa là sẽ giúp cho bà con, giúp hết mình, giúp tận tình và không lấy một ngàn nào. Rồi. Rất mong bà con cô bác là ủng hộ tụi em bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ và có những bình luận đa chiều để có bà con có những hướng nhìn nó khá là đầy đủ hơn về câu chuyện để giúp cho kênh tụi em càng phát triển hơn. Rồi. Và đó cũng là cơ hội để giúp cho bà con sớm và có thể tìm được một nửa yêu thương của mình sớm nhất. Về chương trình bây giờ thì xin phép được dừng tại đây. Rồi. Xin kính chúc bà con sức khỏe. Xin chào bà con và hẹn gặp lại trong chương trình sau.